như làn da lão hóa lội ngược dòng serum tế bào gốc NaCOS All-in-One, phục hồi và tái tạo làn da sau 7 ngày, chỉ một đêm da bật tôn trắng sáng. Sản phẩm kết hợp 4 bước chăm sóc da trong 1. Thành phần tự nhiên 100% an toàn, không kích ứng, thương hiệu Coriana Hàn Quốc với 32 năm có mặt trên thị trường. Thành phần niacinamide, vàng nano collagen, peptide, vitamin C, adenosine. Công dụng: vàng nano Gold 24K cung cấp dưỡng chất và độ ẩm rất tốt, có tác dụng chống lão hóa, kháng viêm hiệu quả, đặc biệt giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng mụn xuất hiện. Ngoài ra, tinh chất vàng còn có tác dụng làm sáng da rõ rệt nhờ ngăn chặn quá trình hình thành sắc tố melanin trên bề mặt da, đồng thời phản chiếu ánh sáng giúp da trông tươi tắn và rạng rỡ hơn nhiều. Collagen thủy phân là thành phần chính của các mô liên kết có khả năng đàn hồi, có vai trò đặc biệt quan trọng để duy trì sự căng mịn, trẻ trung của da. Để ngăn ngừa quá trình lão hóa nhanh chóng của làn da, việc bổ sung collagen là hết sức cần thiết. Vitamin B3, niacinamide, lợi ích đầu tiên của dưỡng chất mang lại chính là giúp khôi phục các tế bào da, cải thiện các sắc tố da, giúp da trắng sáng, nuôi dưỡng chuyên sâu để da rạng rỡ và mềm mượt. Adenosine, một trong những bách khoa toàn thư của thành phần mỹ phẩm Paula Choi Dictionary, cũng thừa nhận adenosine là một thành phần có những chức năng thân thiện với làn da theo đây. Adenosine dưỡng chất làm tăng sự sản xuất của các sợi elastin và collagen, giúp giảm hiện tượng chảy rệ, đồng thời cấp ẩm làm dịu nhẹ làn da. Vitamin C và tế bào gốc góp phần đảm nhận vai trò chống oxy hóa, tái tạo tế bào, đồng thời bảo vệ tế bào khỏi các tia UV có trong ánh nắng mặt trời, góp phần phục hồi độ sáng của da. Nếp nhăn sẽ được cải thiện. Một kim cương tự nhiên, tinh chất kim cương có tác dụng làm sáng da, chuyên dành cho da sạm nám, sắc tố không đều màu và bổ sung collagen cho da, ngoài ra giúp da săn chắc, cải thiện độ đàn hồi và ngăn nếp nhăn trên da. Kim cương còn có tác dụng không ngờ trong việc ngăn chặn lão hóa và tạo ra vẻ đẹp không tuổi. Bột vàng nguyễn được mệnh danh là nguyên tố năng động và phù hợp nhất với làn da, có khả năng thẩm thấu sâu vào bên trong cấu trúc tế bào da, từ đó tác động sâu vào bên trong các tế bào, giúp tái tạo da từ bên trong một cách hiệu quả và ấn tượng. Bột thạch anh tím theo các sách cổ Trung Hoa. Với chiết xuất của đá thạch anh tím được ứng dụng trong công nghệ làm đẹp, có tác dụng làm dịu viêm da hoặc mụn, tăng cường độ ẩm, làm khỏe da, giải độc tố, làm mịn và sáng da. Bột collagen giúp da căng hồng, săn chắc, tăng khả năng đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa, đóng vai trò như một lớp đệm bảo vệ da dưới mọi tác động xấu, duy trì làn da mượt mà căng tràn sức sống. Hướng dẫn sử dụng: lấy lượng sản phẩm vừa đủ ra lòng bàn tay, chấm sản phẩm lên 5 điểm trên da mặt đã được làm sạch và cân bằng. Sau đó dùng tay dàn đều sản phẩm ngược chiều lão hóa rồi vỗ nhẹ để giúp sản phẩm thẩm thấu vào da nhanh hơn, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!